Rồi, như vậy là chú đi bán vé số một ngày được mấy tờ vậy chú? Có bữa 225 À. đó, mất thì mà không mất thì có lại, còn mất thì rồi Nghĩa là người ta mua người ta không trả tiền mình đúng không? Hay là người ta mua nó lấy ví dụ lấy 20 tấm trả 10 tấm. cũng có mỗi tình năm trạng tấm đó nữa lấy nha. 60 tấm vậy đó, rồi nó mất 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 người rồi Rồi từ tấm. nhà chú lội bộ ra ngoài chỗ ngã tư đèn xanh đèn đỏ rồi chú bán vé số đúng không? Lâu rồi đó bán quá rồi, bây giờ nó giật quá rồi đi xuống dưới. Bây giờ chú ở trên ngã tư này người ta giật hoài nên chú đi xuống rạch ruộng. Rồi đường xa vậy chú đi bằng xe buýt hả? Đi xe xuống rồi bán ba cái loại gì dài gì à, bán được chục con nữa hơn nữa cái loại gì dài gì à, đi dài tới chợ hết. Bị cái che đó, nó để bán gom gom tiền đặng